Dạ vâng, Bảo Tín xin gửi lời chào đến tất cả mọi người đang có mặt trong video ngày hôm nay của em. Hôm nay thì em sẽ quay trở lại làm clip về những chiếc đầu giải mã nha mọi người. Hôm trước thì em có lướt một để trả lời một vài cái comment của mọi người ở trên YouTube của em để giải đáp các cái thắc mắc của mọi người hay để lại các cái bình luận ở trên kênh của em, thì em có thấy rằng là có rất là nhiều bình luận yêu cầu rằng là tại sao Bảo Tín chưa có làm clip kết hợp với hai cái sản phẩm được SMSL Audio sản xuất để kết hợp với nhau, đó chính là chiếc SMSL SU9 và SMSL SD9. Và chia sẻ một chút cho những ai chưa biết thì đây là một chiếc DAC kết hợp với một chiếc Music Server. Đấy, một chiếc Music Server để kết hợp với nhau. Thì đó là SU9 và SD9. Và hai sản phẩm này thì được thiết kế ra để dành cho nhau. Tuy nhiên là đọc cái comment của mọi người thì em mới nhận ra là đúng là em chưa làm một cái clip nào kết hợp hai cái sản phẩm này để giới thiệu đến mọi người. Tại vì sao em không làm luôn hôm trước? Bởi vì là chả hiểu sao gần đây thì SU9 em lại bán được khá là chạy. Đấy, SU9 thời gian gần đây thì mọi người lại yêu cầu rất là nhiều và em cháy hàng. Nên là thời gian vừa rồi thì mới có về được cho mọi người. Thì nhân tiện cái lúc hàng về thì em cũng có phải quay một cái clip để cho mọi người thấy được cái sự kết hợp giữa SU9 và SD9 nó có mang lại hiệu quả như thế nào. Và em cũng chia sẻ một chút, bởi vì là ở tại Bảo Tín thì mọi người thường hay có các cái phân khúc giá cho DAC, thì em mới hay chia sẻ cho mọi người rằng là ở một vài đơn vị khác thì em không biết. Tuy nhiên là ở Bảo Tín Audio thì có thể nói là nếu mọi người thấy một chiếc DAC nào ổn nhất và có cái mức giá ổn nhất cũng như là cái độ tái tạo chi tiết tốt nhất thì em cũng chia sẻ mọi người chút một chút, đó chính là SMSL SU9 nha mọi người. SU9 gần đây thì có thêm cả M500 MK2 nữa. Tuy nhiên là cái M500 MK2 thì nó có một cái ngoại hình của nó là hình vuông, thì nhiều khi nó không được hợp mắt với cái người dùng cho lắm. Nên là thường những ai thích cái ngoại hình đấy thì mọi người mới hay dùng là M500 MK2 thôi. Còn đa phần thì đều có một cái gì đấy hơi thiện cảm một chút về SU9. Bởi vì là cũng dễ hình dung thôi, bởi vì là trong cái tầm giá đấy thì sử dụng chip 9038 Pro, một cái dòng chip đầu bảng của SS đến từ Mỹ này. Rồi là kết hợp luôn cả nguồn tuyến tính bên trong, rồi có Bluetooth hỗ trợ công nghệ UAT. Đấy, hỗ trợ công nghệ UAT. Xmox thì sử dụng Xmox XU216. Toàn bộ đều là những cái model chip và cái linh kiện rất là đầu bảng đến từ các cái thương hiệu lớn. Chính vì vậy nên là SU9 thì được tầm giá chỉ khoảng là 10 triệu hơn một chút thôi. Tại Bảo Tín cụ thể là 10 triệu 500 ngàn đồng. Tuy nhiên lại luôn luôn được đem ra so sánh với Topping D70S. Topping D70S hay là Goodtart X16 thì chúng ta thấy rằng là bởi vì sao thì tự nhiên nó mới được đánh giá là hoàn thiện, đúng không ạ? Hoàn thiện nhất trong cái tầm giá. Để mà nói hay hơn các cái dòng kia thì chắc chắn là sẽ tùy vào mỗi người cảm nhận. Tuy nhiên là với cái mức giá này thì chúng ta đánh giá là nó sẽ tốt nhất trong tầm giá. Đấy, tốt nhất trong tầm giá và hiệu quả nhất trong cái tầm giá như vậy. Chúng ta gọi là xứng đáng với cả giá tiền. Đó chính là SMSL SU9. Thì cái dòng này thì em cũng có khen có chê rất là nhiều lần rồi. Có những cái điểm, đương nhiên là những cái sản phẩm audio thì không có cái sản phẩm nào là hài lòng được tất cả mọi người rồi. Thì sẽ có người thích, có người không. Nên là những cái trải nghiệm này sẽ tùy vào cảm nhận của mỗi người. Đấy, đấy là SU9. Thì mọi người thấy rằng là trên màn hình chúng ta sẽ có các cái cấu hình riêng của hai cái sản phẩm này. Đấy, chẳng hạn như với SU9 chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ có là chọn chế độ đầu vào này. Mọi người có thể chọn các cái chế độ đầu vào. Đấy, rồi là các cái chế độ lọc. Cái này thì để mọi người biết kỹ hơn thì mọi người có thể là xem cái video review về SU9 ở em để ở cái phần mô tả của video này nhé. Nên là thời lượng này thì em có dành chia sẻ về cái sự kết hợp giữa hai sản phẩm này thôi. Sử dụng làm sao cho nó hiệu quả và kết hợp như thế nào. Đấy, đấy là SU9. Còn với SD9 thì chúng ta có một cái trình cài đặt rất là thú vị ở đây. Có khá là nhiều những cái tính năng. Thì để biết thêm kỹ hơn về SD9 thì mọi người cũng có thể là xem thêm cái link video review về SD9 em có làm ở dưới video nha. Đấy, đây là SD9. Thì mọi người để ý này, SMSL thiết kế điều khiển họ rất là giống nhau. Ở đây chúng ta có hai cái điều khiển giống nhau hệt, một cái của SU9, một cái của SD9. Vậy thì cách sử dụng như thế nào? Chắc là mọi người đang băn khoăn là nó giống nhau như thế này thì biết cái nào là của con nào để mà dùng cho nó dễ, đúng không? Thì em sẽ chia sẻ cho mọi người. Chúng ta có thể dùng một điều khiển cho hai thiết bị cùng một lúc đều được. Đấy, hoặc là dùng hai thiết bị mỗi cái cho một thiết bị đều được. Nhưng mà tại sao dùng hai cái thì nó nhiều khi nó
nó hơi cồng kềnh một chút vì chúng ta để lên bàn hai cái điều khiển giống nhau nhiều khi nó cũng rất là buồn cười. Nên là em khuyên mọi người nên cất một cái đi nhá. Chúng ta nên cất một cái đi và dùng một cái thôi. À, chúng ta nên dùng một cái thôi. Và cái này thì tại sao dùng một cái thì có sợ nó loạn không thì không nhé mọi người. Khi mọi người sử dụng Music Server thì mọi người bấm vào nút B trước cho em để kích hoạt cái tính năng khởi động của cái điều khiển này cho Music Server. Đấy. Thì khi này khi mà chúng ta bấm nút B rồi á thì cái trình điều khiển này nó sẽ không liên quan gì đến SU9 nữa, nó sẽ bị vô hiệu hóa ở SU9. Nên là chúng ta chỉ bấm được ở trên SD9 thôi. Vậy khi chúng ta muốn chuyển sang điều khiển SU9 thì chúng ta sẽ điều khiển như thế nào? Chúng ta bấm vào nút C cho em nhé. Chúng ta bấm một lần vào nút C. Thì khi này ngay lập tức thì trên SU9 sẽ bị vô hiệu hóa và chúng ta chỉ dùng SD9 thôi. Nên là mọi người dùng cho em một cái điều khiển thôi. Nói nôm na là chúng ta sẽ dùng một cái điều khiển để điều khiển cả hai thiết bị này. Khi nào cái này nó 5 10 năm nó hỏng đi thì chúng ta đổi sang cái điều khiển này. Như vậy là chúng ta vẫn có hai điều khiển dùng cho được hai thiết bị. Đấy là cái chia sẻ cho những ai chưa biết. Đấy nhá, em cứ chia sẻ vào đây rồi là mà có thể là có người biết, có người không thì ai chưa biết thì chúng ta có thể là có thêm kinh nghiệm, còn nếu ai biết rồi thì thôi. Đấy. Chứ không mọi người lại bảo cái đấy ai cũng biết thì mày chia sẻ làm gì. Đấy thì em cứ dặn trước là như vậy. Đấy là cái kết nối thì bây giờ em sẽ đưa ra phía sau nha. Đưa ra phía sau của hai cái thiết bị này và cho mọi người xem cái hình thức em kết nối như thế nào để khi mà mọi người về sử dụng thì mọi người có thể kết nối tương tự nhé. Chúng ta có thể kết nối tương tự. Đấy, thì bây giờ em sẽ đưa camera ra phía sau cho mọi người. Được rồi, bây giờ em đã đưa camera ra phía sau của cái DAC SU9 và SD9 này. Thì mọi người nhìn là phía trên chính là chiếc Music Server SD9. Chúng ta sẽ cắm dây nguồn vào hai cái thì sẽ có hai dây nguồn thì cắm vào bộ dàn thì cái này chắc là không cần em chia sẻ mọi người cũng biết rồi đúng không ạ? Đấy. Ngoài ra thì lắp râu Bluetooth vào, chúng ta lắp râu Bluetooth vào vào cái SU9. Đấy. Nếu mọi người dùng cả mạng LAN nữa để chơi cầu ổ nát ấy, dùng cả mạng LAN để chơi cầu ổ nát ấy thì mọi người nên để cái con SU9 lên trên, còn con SD9 xuống dưới nhé. Để cho chúng ta có thể là kết nối cái cổng LAN mà không bị vướng vào râu Bluetooth. Còn cái này thì em dùng không dùng mạng LAN nên là em sẽ để xuống dưới. Đấy. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cắm một cái trên cái con SD9 sẽ có hai đường USB, hai dây USB. Thì một dây chúng ta sẽ dùng để cắm ổ cứng. Đấy, chúng ta sẽ dùng một cổng để cắm ổ cứng. Cổng còn lại thì chúng ta sẽ cắm một cái dây USB theo máy tính. Một cái dây USB theo máy rồi, chúng ta sẽ kết nối xuống cổng PC USB ở dưới thiết bị SMSL SU9 này để chúng ta có cái tín hiệu đầu vào. Đấy, còn nếu với SU9 thì chúng ta có thêm cổng quang và cổng đồng trục. Thì mọi người có thể là cắm thêm cả dây quang và dây đồng trục từ TV hoặc là từ đầu CD xuống. Còn đầu ra ở trên SU9 thì mọi người cứ cắm cho em một cặp dây AV. Hoặc nếu âm ly thì chúng ta có cổng Canon thì mọi người dùng một cặp dây Canon hay gọi là dây ba lần. Đấy, nôm na là như vậy. Thì chúng ta đã xong cái kết nối rồi. Còn nếu như mọi người muốn dùng HDMI thì chúng ta có thể dùng HDMI. Tuy nhiên là ở trên SU9 thì lại không có cổng HDMI. Nên là chúng ta nên dùng USB là được rồi nhé. Đấy. Hoặc là nếu thích dùng dây quang thì chúng ta có thể dùng dây quang. Tất cả các kết nối đều nó tương thích với nhau. Đấy là cái kết nối nó đơn giản như vậy thôi. Thì bây giờ em sẽ quay lại phía mặt trước của nó để kiểm tra cái khả năng tái tạo âm thanh. Xem là hai chiếc DAC và Music Server đến từ thương hiệu SMSL phiên bản SU và SD9 này có cho chúng ta cái trải nghiệm âm thanh tốt không nhé mọi người. Bây giờ em sẽ đưa camera ra phía sau ạ. Dạ vâng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ có một cái cấu hình như ban đầu. Thì bây giờ em sẽ chỉ cần là bật cái nhạc ở trên cái SD9 này thôi. Đấy, như lúc nãy em bảo chúng ta chỉ cần bấm vào nút chữ B để kích hoạt khả năng điều khiển của SU9. Chúng ta sẽ vào chọn vào OTG1. Thật ra là với SU9 này á, là SD9 này thì mọi người có thể là hoàn toàn điều khiển ở trên điện thoại di động của mọi người qua một cái trình điều khiển là 2 byte. Nhưng mà cái đấy thì mọi người có thể tải về trên điện thoại và điều khiển cái đấy rất là dễ. Em cũng làm video hướng dẫn sử dụng SD9 này rồi. Thì mọi người xem video đấy là mọi người sẽ biết cách sử dụng ngay, nó rất là dễ. Nhưng mà ở đây thì đang hướng dẫn trực tiếp cho mọi người nên là em dùng điều khiển cho nó tiện. Chúng ta sẽ vào bật nhạc nhé. Em sẽ tìm một cái file nhạc với chất lượng khoảng DSD đi nhỉ. Em sẽ tìm một file DSD đi. Mọi người thích nghe nhạc vàng hay là nhạc nhiều vocal? Em sẽ test một bài nhiều vocal để nó thể hiện rõ được cái khoảng âm hình trong một cái bài hát để cho mọi người có thể là dễ dàng hình dung hơn nhé. Để em sẽ test một bài.
album một thời đã xa chẳng hạn. Album này thì được zip từ đĩa vinyl sang đĩa vinyl, nên là nó sẽ có những cái tiếng hạt cát xạo xạo, thì đấy là cái đặc trưng của đĩa than và đĩa vinyl rồi. Nên là mọi người nếu mà nghe ra cái tiếng xạo xạc đấy thì đó là cái đặc trưng của những cái file nhạc đấy, chứ không phải là nó bị nhiễu nhá mọi người. Đấy, đây chia sẻ một chút cho những ai chưa biết về cái nhạc đĩa đi zip. Bây giờ em sẽ bật một bài hát bất kỳ nhá. Vừa rồi thì em đã test cho mọi người nghe một đoạn nhạc của cái Music Server SD9 khi kết hợp với SD9 rồi. Đấy, thì mọi người thấy rằng ngoại hình của hai chiếc này khá là giống nhau. Đấy, mà SD9 thì có một cái khác là mặt ở trên của nó thì có một cái lớp gương bao phủ nữa. Nên là mọi người nên để SD9 ở trên thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Và khác nhau mỗi chữ D và chữ U ở đây thôi. Sinh ra là dành cho nhau, cái này người ta gọi là sinh ra là dành cho nhau. Chỉ khác nhau một cái ký hiệu thôi nhé mọi người. Đấy. Và đương nhiên rồi, thì bây giờ em sẽ test thêm một bài nữa đi ạ. Em sẽ test thêm một bài nữa mà không phải là từ đĩa vinyl để cho mọi người không còn nghe thấy cái tiếng hơi sạn một chút nữa nhé. Bây giờ em sẽ nghe test một bài nữa nhé. Đã test xong cho mọi người hai đoạn nhạc rồi, thì mọi người khi mà
trải nghiệm qua cái video clip này của em thì chắc chắn là bản thu từ điện thoại nó sẽ không được chuẩn chỉnh như là việc mà chúng ta nghe trực tiếp tại cửa hàng. Nên là em lúc nào cũng luôn luôn là khuyến khích mọi người là nếu ở gần Bảo Tín Audio hoặc là nội thành hoặc là tỉnh thì mọi người có thể là có điều kiện thì có thể là ghé qua studio của em để nghe trực tiếp những cái thiết bị như thế này, thì mọi người sẽ dễ dàng hơn cho cái việc lựa chọn. Còn nếu như chúng ta ở xa thì em sẽ làm những cái video test thực tế như này để cho mọi người có những cái trải nghiệm nó chuẩn xác nhất. Đương nhiên là nó không thể hoàn toàn như chúng ta ngồi trực tiếp được, nhưng nó cũng sẽ đánh giá được khoảng độ là 6-80% tùy vào cái chất lượng. Thì chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm nó chuẩn hơn khi mà chúng ta đang băn khoăn hay là muốn chọn một cái thiết bị như thế nào cho cái nhu cầu của mình. Đấy là sự kết hợp giữa SU9 và SD9. Hy vọng rằng là những cái trải nghiệm như thế này sẽ mang lại cho mọi người một vài cái thông tin cần thiết khi chúng ta muốn sử dụng những cái đầu DAC. Có thể là tại Bảo Tín hoặc là bất kỳ một nơi nào đấy cũng được. Cái này không quá là quan trọng, chỉ cần là em đã mang lại cho mọi người những cái giá trị như thế này là em vui rồi. Thì mọi người hãy để lại những cái ý kiến ở cái phần bình luận của cái video này giúp em nhé, để cho em có thêm những cái thông tin về cái sản phẩm này. Em muốn là những cái đôi tai gạo cội của mọi người có thể là cho em những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm về sản phẩm một cách chân thực nhất. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và nếu thấy những cái video của em về các cái sản phẩm audio hay và bổ ích thì hãy để lại cái bình luận, đăng ký và like video này của em để ủng hộ những cái video tiếp theo của em nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip lần sau. Xin lỗi một chút là em sẽ dừng lại và để báo giá cho mọi người đã, em quên mất. Và phiên bản SU9 này tại Bảo Tín Audio đang bán với giá là 10.500.000 đồng nha mọi người. Còn SD9 là 9.200.000 đấy. Ngoài ra thì em có tặng kèm một dây quang audio quét của Mỹ và miễn phí vận chuyển cho mọi người. Thì với khi mà mọi người mua hai sản phẩm thì sẽ có cái mức giá ưu đãi hơn. Thì mọi người nếu mà cần hai sản phẩm cùng một lúc thì mọi người có thể liên hệ cho em để có những cái giá discount nó tốt hơn, giá ưu đãi hơn nhé. Đấy, cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip lần sau. Xin cảm ơn.